Bây giờ mình cũng không nhớ là bao tiền đâu, nhưng nếu nó chạy được mình sẽ tặng luôn cho anh em combo này. CDK Deal là trang web chuyên bán code bản quyền của rất là nhiều phần mềm làm việc Office, văn phòng, Windows cũng như là game với cái giá rất là rẻ, và còn rẻ hơn nữa nếu các bạn áp mã giảm giá PCG30. Để có thể mua được thì các bạn truy nhập vào trang web, tạo một cái tài khoản, sau đó gõ Windows 10, chọn một phần mua, và đó áp cái mã giảm giá là PCG30. Các bạn sẽ được giảm giá 35% trên giá gốc. Và có rất là nhiều hình thức thanh toán, các bạn có thể thanh toán qua PayPal này. Sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trong web sẽ gửi cho các bạn một cái code ở trong cái tài khoản của các bạn. Các bạn chỉ việc copy cái code này, paste vào cái Windows 10 kích hoạt là các bạn sẽ có Windows 10 bản quyền như thế này. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ. Và hôm nay lại là một kiện hàng nữa mình mới bới được các bạn. Con này từ tháng 7 năm 2021 đến giờ là tròn 2 năm ở nhà mình các bạn nhé. Để mưa nó bạc cả chữ này các bạn. Hôm nay mưa nó hắt vào, mình dọn ra mình mới nhìn thấy nó. Ở đây thì ghi là main máy tính, main chip cạc. Mình chưa biết là cái gì không. Thấy thu hộ đây là 51.000. Cái này thì chắc là mình trả tiền rồi, còn cái 51.000 này là tiền ship rồi các bạn ạ. Không biết là cái gì luôn. Chúng ta cứ mở ra xem bên trong nó là cái gì đó các bạn nhé. Ngon rẻ thì anh em lại có hàng ngon. Để mình mở xem nào. Nguyên đai nguyên kiện đây này. Để lâu đến mức độ này, nó dỉ cả ra cái dỉ cả ra cái vải bọc của bạn đây này các bạn này. Ui giời ơi. Đấy. Dính vào các bạn ạ. Ui trời ơi. Combo này là main H61 các bạn nha, P8H61M Plus của Asus. Đấy. Các cổng kết nối thì còn vẫn còn khá là đẹp so với thời gian các bạn ạ. Con này chắc phải mua lâu rồi. Con này mua từ 2015 rồi các bạn này. 2015 chứ là còn 25 nữa là tròn 10 năm các bạn nhé. 25 nữa tròn 10 năm. Ở nhà mình 25 rồi. Đấy các bạn, đằng sau main này. Đằng sau main thì cái này nó chỉ cũ theo thời gian thôi các bạn. Hình thức khá là xấu các bạn nhỉ. Đấy, em bật cho các bạn xem. Đó các bạn nhìn chưa? Mình rất là xấu, nó ẩm mốc khá là nhiều ấy, vì mình vứt không ở nhà mình đã 2 năm rồi mà các bạn. Nhìn này, góc này dỉ hết rồi. Nó không phải dỉ đâu mà nó mốc ấy các bạn nhá, cái góc này này, nó mốc hết rồi. À, nhìn cái mạch nó rất là nhiều đất luôn ấy, cảm giác rất là nhiều đất. À, tuy nhiên thì bên trên mặt này thì vẫn được các bạn nhé. À, chip là chip gì đây, để mở xem này. Ui giời ơi, chip của chúng ta rất khủng các bạn nha. Là một con G2030. Chip G, không phải Pentium các bạn ạ. Ui giời. Đã, bên trong này, socket thì còn rất là đều đều các bạn nhé. Cái CPU này thì yếu xìu rồi. Mà combo này thì bây giờ nó cũng rất là bèo. Nó không giống như ngày xưa nữa rồi. Cái thầm, mình mua cái tầm cách đây 25 thì chắc là nó còn ngon lành. Chứ bây giờ thì nó bèo lắm rồi các bạn ạ. Vì giá linh kiện giờ rất là rẻ. Nói chung là cái combo này thì cái main nhìn vẫn còn được. Và hy vọng là nó sẽ chạy được các bạn nhé. Đó là về combo main chip này. Giờ chúng ta sẽ sang cái cạc màn hình. VGA của chúng ta đây các bạn nha. Một con Galaxy. Trông hình thức còn tương đối là ngon đấy các bạn ạ. À, có HDMI à, VGA này, DisplayPort luôn này. À, mạch thì cũ theo thời gian rồi. Quạt kiếc vẫn còn nguyên này. À, con này là con gì? Ui, con này là con 730 1GB các bạn nha. Ui giời, 730 luôn. 730 thì vẫn chưa lâu là chống cháy được các bạn nha. Mạch mít này nhìn còn tương đối là ok này. Đấy, mạch nhìn còn rất là được các bạn nha. Đẹp phết đấy các bạn ạ. Không có dấu hiệu của sửa chữa đâu. Nó chỉ cũ theo thời gian thôi. Ốc thì không có tem siêu nhưng mà cảm giác nó vẽ rất là zin. Đây các bạn nhìn này. Bên trong này. Đấy. Bụi biếc nó két tầng như thế này này. Đấy. Chứng tỏ là con Vega này còn zin các bạn nhé. Không phải là hàng đã chọc máy gì nhiều đâu đây các bạn này. Hàng cái lớp bụi. Đấy. Nó phủ dày như này là ngon lành này các bạn này. Như vậy là chúng ta sẽ có nguyên combo này. Mình chả nhớ ngày xưa mình mua combo này bao nhiêu nữa. Chắc cũng nhiều nhiều vì năm 2021 thì cái combo này vẫn có giá trị các bạn nhé, chỉ bây giờ nó mới xịt thôi. Thế nhưng mà nếu như nó chạy được, nếu nó chơi nó chạy được, bây giờ mình cũng không nhớ là bao tiền đâu, nhưng nếu nó chạy được mình sẽ tặng luôn cho anh em combo này. À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kia
test thử xem sao nha. Ok các bạn nha, đây mình đã cắm cái combo của chúng ta ra đây này, thêm một thanh giang của mình này. Đấy, cái main của chúng ta vẫn báo có điện vào này. Đấy, các bạn nhìn chưa, như này là có một chút tia hy vọng rồi. Giờ quan trọng là chúng ta sẽ bật thử xem sao. Đâu nhỉ, 2, 3 có điện vào nhưng mà đóng nguồn không thấy gì các bạn này. Đấy, không động đại gì luôn. Ui giời ơi, đóng nguồn không thấy gì rồi. Đấy, chả điện. Đấy, rút nguồn ra một cái là cái đèn này nó tắt luôn. Đèn này nó tắt luôn, tức là điện vẫn vào main nhưng mà không đóng được điện các bạn ạ. Chúng ta cứ thử lại lần nữa nha. Đấy, điện vào này. Đấy, đóng điện cái là cái đèn này sáng luôn này. Đấy, các bạn. Đấy, quan trọng là phải mở được nguồn. Thử nhá, 2. Úi à, không thấy gì luôn các bạn ạ. Hay là mình quên mình chỉ cắm quạt nhỉ. Quạt khó cắm mà, không thấy gì ấy, chứ không phải là quên chưa cắm đâu. Lại xem nào, điện có báo mà không động đậy gì luôn các bạn ạ. Ôi giời ơi, giả hơi rồi, không có gì luôn. Ai chà, tèo mên à. Ấy chà, không đóng được điện luôn các bạn ạ. Mặc dù điện có vào main này, khả năng là tèo main rất là cao. Thôi để mình kiếm con main khác mình thử xem nào. Ok các bạn nha, mình đã kiếm được một con main Asus khác để thay vào đây này. Con này nó là B75 này. Chủ yếu là chúng ta sẽ test xem là cái con Vega này còn chạy không. Con chip ở đây thì con G này không tính làm gì. Con G này thì mình có thể thay cho các bạn thành con i3. Thế nhưng mình còn con i3, i5 thì mình không biết vứt đâu. Hôm trước có con i5 nữa nhưng mà thôi. Nếu mà con Vega này chạy được thì mình sẽ thay con chip này thành con i3 để tặng kèm cho các bạn nha. Giờ chúng ta sẽ bật lại thử xem sao. Ba, chạy rồi các bạn nha. Đấy, thay main của mình rồi thì khả năng là nó sẽ lên thôi, vì main của mình đang chạy. Chứ nó có xuất được hình hay không ấy, chưa thấy gì các bạn, vẫn tối đen này. Chạy kêu rất to luôn. Lên, bàn phím lên. Các bạn có CPU có chạy các bạn nhé. CPU có chạy à, bật tắt được rồi. Đấy, nhưng mà chưa thấy xuất hình ra. CPU này thì cứ tính là nó chạy. Mình sẽ đổi cho các bạn thành con i3 cho nó cao. Còn con Vega này nữa chưa thấy xuất hình các bạn ạ. Để mình vệ sinh nó đi xem sao. Để cũng khá là lâu rồi. Ok các bạn nhé, con Vega của chúng ta sau khi vệ sinh này, chúng ta sẽ bật thử ra xem sao. Chả nhẽ lại tèo hết không có cái gì sống mà. 2, 3, chạy rồi các bạn này. Bàn phím thì chắc chắn là nó lên thôi. CPU chạy rồi, chủ yếu là Vega thôi. Vega chạy ngắt rồi. Bàn phím này, bàn phím sáng vẫn không có hình các bạn ạ. Vega khả năng ngạnh mẹo mất rồi. Ai da, để mình chuyển cổng xem nhá. Mình chúng ta sẽ chuyển lên cắm HDMI xem sao nhá. Các bạn chờ một lát đi. Ok các bạn này, chúng ta đã chuyển lên cổng HDMI đây rồi. Chúng ta sẽ thử lại phát cuối để xem có cơ hội nào cho anh em không nhá. Chả nhẽ lại không có gì. 2, 2, 3, chạy rồi các bạn ạ. Cây CPU chắc chắn lên thôi. Còn Vega có chạy hay không thì mới biết được. Bật phím này. Bật phím sáng. Nhất quyết là không có hình các bạn ạ. Nó không lên các bạn ạ. Nghẹo rồi. Như vậy là chỉ có mỗi con CPU chạy thôi. Main này, main cạc đều tèo. Để lâu quá các bạn. Đáng nhẽ là mình phải làm sớm hơn thì chúng ta mới có đủ combo được. Mày sẹo mất rồi. Này chả biết làm nào. Thôi để mình kiếm một combo khác và làm combo làm gì nhỉ? Phổ cập PC vậy.
là lầy tèo hết rồi, chả còn cái gì cho anh em cả, đen quá. Rồi xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.